Chào anh em, hôm nay mình giới thiệu cho anh em mẫu M5. Giờ mình test cho anh em xem khoảng 35m là phút cuối ha. Anh em xem cuối clip là có test cho anh em xem đàng hoàng. Còn về mặt hàng này thì anh em mẫu này là tên em M5, anh em liên hệ mua thì anh em nói là M5 giùm mình. Ví dụ mình mua thì mình chọn mẫu nào rồi mình hãy liên hệ nha anh em. Có rất là nhiều anh em hỏi súng nhiêu cây, ná nhiêu cây, súng ná nhiêu cây, cái đó mình không có trả lời nha. Tại vì lý do mình không có biết anh em cụ thể mua được mẫu nào. Anh em mà anh em mua hàng mà anh em còn không biết anh em mua mẫu nào hay sao mà mình dám tư vấn cho anh em được. Đó nên là tư vấn cái đó là như là bỏ không thời gian á. Nên là tại đây đó thì mình bán 4 năm mà những anh em hỏi câu đó là không bao giờ mua, bởi vì mình không có tư vấn được. Đó, đừng có nói shop chảnh hay là shop sau đó, cái đó là do mình thôi. Mình mua mà mình không quyết định được mẫu nào nữa là chết rồi. Còn mẫu M5 này mình sẽ test cuối clip cho anh em 30m lực bao mạnh luôn. Bên mình bán là sẽ test đàng hoàng cho anh em xem ha. Bán là sẽ test cho anh em xem đàng hoàng. Còn về cái anh em không biết bấm, mua hàng bên mình nha. Cái này nói là mình mua hàng bên mình. Anh em không biết bấm thì về liên hệ mình sẽ chỉ cho anh em một 3-4 bước thôi là anh em sẽ bấm 30m 40m ăn 8 hoặc 9 trên 10, 8 9 trên 10 nha. Đó. Còn anh em mua chỗ khác thì cái đó mình không hỗ trợ. Đó, cái đó mình mua bán là nhiệt tình cho anh em, chuyện đó là đàng hoàng. Còn anh em mua chỗ khác thì cái đó mình không hỗ trợ nha. Còn phiên bản này M5 nâng cấp không? Mình sẽ báo về cách mua hàng và giao hàng luôn. Đó. Mặt hàng này khi anh em mua là cọc trước 50.000 tránh tình trạng bơm hàng. Anh em không tin tưởng thì cứ tìm hiểu thêm về shop. Đó, bên mình cũng có Zalo đó, mình cũng có những anh em chuyển khoản rất là lớn, số tiền lớn á. Anh em chọc 50.000 mà anh em chuyển khoản hết, hoặc là anh em chuyển khoản 500-700 không. Anh em cứ vô Zalo anh em tìm hiểu ha. Bên mình bán 3-4 năm rồi. Còn ví dụ anh em nào bị shop lừa cọc thì anh em cứ đăng YouTube, bên mình cũng khỏi bán thôi. Đó, rồi xin bên mình cũng sẽ đền lại cho anh em gấp 100 lần cái tiền cọc mà anh em đã mất. Đây, gần mẫu này thì anh em nhận hàng có thể kiểm hàng được, nhưng mình chỉ mở hé ra mình xem thôi ha. Mình không có bài ra lung tung, mình không có gáp lung tung. Cái đó thì mình biết là mình sẽ rút hàng về luôn, mình không có giao hàng nữa. Cái này mình nói trước nha, chỉ kiểm hàng thôi, mở hàng coi hàng thôi. Hàng khi gửi 100%, không ai gáp mà gửi hàng cho anh em hết. Còn anh em không biết gáp thì liên nhận xong liên hệ mình sẽ hướng dẫn cho anh em gáp. Còn mẫu này thì chỉ có như vậy thôi, kiểm hàng được nhưng mà không gáp lung tung là được rồi. Anh em mở hàng ra thanh toán ok. Có nhiều anh em gì đâu, bữa hổm mình có một ông là mở hàng ra cây VIP 4 nè, bên mình nè, hôm qua quay phim còn để nè đó. Nó quay phim còn để cho anh em nè đó. Quay phim mình để bên đó rồi bữa mình quay tiếp đó. Mua cây VIP 4 đó, mua cây VIP 4 nó xong rồi hàng tới giáp trước mặt mua tá luôn, em giáp nguyên cây như vậy luôn, đưa trước mặt mua tá đó. Xong rồi giờ bữa ví dụ anh em nhận hàng đi ha, rồi mà nó những mặt hàng nó khó khăn, xong rồi nó báo cho công an hay gì đó, rồi mời anh em đi tới đi lui, rồi tịch thu hàng của anh em, rồi đó anh em gán chịu nha. Còn về mặt hàng này không có cấm, anh em chơi thì chơi bình thường thôi, nhưng mà phải kỹ, mình đừng có chơi trước mặt người ta. Còn ná thun mà anh em chơi trước mặt là bắn còn thấy khó khăn rồi. Nhưng mặt hàng này anh em chơi phải kỹ. Nó không có phạt anh em đâu, mà khỏi sợ, mặt hàng này không có phạt nha anh em. Hôm nay nó thuộc chị thun mà. Rồi về phụ kiện thì anh em xem như video ha, một cái tên và đây nó nâng cấp ba bộ phận nha, mình sẽ hướng dẫn cho anh em ba bộ phận luôn. Đây cái ray này, cái ray ngắm anh em gắn đây, anh em sẽ cái gắn được ngắm luôn, nó cho mình hai ốc ha. Còn nâng cấp bộ phận thứ hai là cái này, máy thu. Anh em có thể gắn máy thu anh em bắn cá nha. Đó, đây máy câu. Đó. Nâng cấp bộ phận thứ ba là cái đây này, sẽ cái bãi này sẽ lớn hơn, nó chơi cánh phượng lớn, lực rất là mạnh luôn. Anh em coi cuối clip nha, anh em xem đến cuối clip đi là sẽ thấy lực test của nó. Đây thì mẫu này á, thì giá cả thì nó rất là ok rồi, 1650, 1.650.000. Thí dụ anh em cọc 50 thẻ Vinam hoặc Mobi hoặc chuyển khoản gì đó tùy anh em, nhận hàng thanh toán 1.600.000 đủ đó. Là đầy đủ như thế này. Còn anh em muốn mua ngắm ha, ngắm đây, hàng chính hãng Bushnell Red Dot nha. Có nhiều anh em hỏi mình sao mình mua ở chỗ khác mà sao nó không có chữ, tại vì anh em mua hàng không chính hãng đó. Mình bán là mình sẽ đảm bảo cho anh em đàng hoàng là hàng chính hãng. Đây, hàng chính hãng lại có chữ như thế này, Bushnell đàng hoàng. Đây, hàng Bushnell nè, ngắm Bushnell đó.
anh em nào mà nhận bên mình không có chữ trả hàng lại luôn đó, trả hàng lại nha, sẽ đền lại cho anh em đó, nên là anh em cứ mua hàng mình sẽ đảm bảo cho anh em là rất ok luôn. Và anh em mua chung thì nó chỉ 350.000 thôi. Nãy bên mình bán là test là không cần ngắm, anh em muốn có ngắm thì chắc có thể là 10/10 luôn, anh em bán quen 10/10 luôn, rất là chuẩn. Anh em mua ngắm thì tất nhiên nó phải chuẩn hơn, mình bắn tâm mà, mình bắn canh bằng bằng cánh phượng nè. Bên mình bắn nãy mình test là cuối clip mình test là mình test canh bánh phượng cho anh em. Có giữa anh em mua thì mình chỉ chuẩn bị cọc đi, mình tại vì mặt hàng này nha, mình chỉ có hiện tại mình dọn 2-3 cây thôi. Đó, mình không nhập nhiều, mặt hàng đâu nhập nhiều nha, nhập nhiều mất công phiền lắm. Đó, nên không có nhập nhiều. Mình chỉ nhập lần 2-3 cây về cái anh em đặt đăng clip lên cái hết, đăng clip mới hết. Nó có nhiều anh em liên hệ cái hết. Nhưng mà ví dụ mua thì anh em cứ liên hệ, còn sẽ báo còn hết, sẽ báo hết. Còn ví dụ ngày nào về mình sẽ báo ngày đó về, nó sẽ báo đàng hoàng cho anh em. Nào, thuận mua vừa bán mà. Nên là anh em mua bên mình thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em rất là nhiều nè, về cách ghép nè, về cách bắn nè. Cách bắn thì mình test tại Việt Nam luôn, chứ không phải mình lấy cái clip của bên nhà sản xuất. Mình test thẳng trực tiếp cho anh em xem. Rồi anh em nhớ đăng ký kênh để mình xem nhiều cái clip test nữa. Mình thích mẫu nào mình mua mẫu đó, nhưng mà mình nên tranh thủ mua nha anh em, để tránh tình trạng nó hết hàng, nhập khi nó khan hiếm hàng, là không có hàng mấy tháng nha anh em. Đó, nên là anh em mua cứ liên hệ với mình ha. Rồi, chào anh em. Số điện thoại là 070-630-555-21, nhu số 0994-57-553. Zalo hai số kênh luôn nha anh em. Rồi, chào anh em nha. Mẫu M5 nha anh em. Cái tầm đó thì nó khoảng 30 mét nha anh em. Đó, rất là chuẩn luôn. 30 mét. Đây mẫu M5. Chiếc này nó thiết kế cho mình đây, mình sẽ nói một phần luôn. Đây là cái rạch nó to hơn, được dây nó đi rất là khủng. Với cái bộ bắn cá ha, thiết kế bộ bắn cá cho mình đó nè. Phiên bản này nâng cấp nha. Ở phía xa thì có gắn ngắm nó, nhưng mà mình không cần ngắm, mình bắn mình không cần ngắm nha. Anh em giờ này 30 mét mà cái lon nó lủng hai lớp ha. Cái lon không nước nha, cái lon có nước là nó đi rất là lực nữa. Cái lon không nước mà lủng hai lớp ha.